một xám một đen. Hộp ạ, sản phẩm sẽ gồm có hộp cáp sạc theo máy, khung xốp có đựng chống sốc cho sản phẩm. Hai bộ, mỗi bộ là có một cái nhé. Hai dây đeo. Sách hướng dẫn. Cây lấy sim sách hướng dẫn nè, file tiếng Anh và tiếng Việt ha. Sản phẩm mới trên màn hình nó sẽ có một miếng đề can chống trầy xước. Đây. Nút nguồn nhấn giữ tắt mở máy, mic và lo, dây gắn hai đầu bên này ghim sim và cáp sạc, còn mặt sau là màn hình chip cảm biến nha. Đấy. Bây giờ mình sẽ test sạc và test nguồn. Mình sẽ test từng cái đồng hồ một trước ha. Test riêng biệt từng cái một. Sạc ok, nguồn ok ha. SIM yêu cầu SIM gắn vào đồng hồ thông minh á, thì yêu cầu là mạng 4G, 5G, đăng ký có cước lên mạng và nạp tiền trước khi gắn SIM vào đồng hồ, gắn theo hình có sẵn ở trên khay. Bây giờ sẽ test email cảm ứng, cuộc gọi hai chiều và mic. Mình vuốt xuống nè, có sóng tức là đã nhận SIM. Cảm ứng ok đó. Email 61868. 5 số cuối à, sau đó mình sẽ thoát ra mình thực hiện cuộc gọi. Alo. 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 Gọi đi ok, mic ok. Alo. Quay. Như vậy là đã test xong nha, gọi đi hai chiều và mic của cả hai chiều đều ok ha. Cáp sạc, nguồn, email cảm ứng. Ok, bây giờ mình sẽ vô đây mình tắt máy. Mình dán cái này lại thôi. Cái nào xong thì mình sẽ cho vô bọc cái đó.
xong một bộ nha. Bây giờ đến cái thứ hai. Cái này cũng vậy luôn, sạc ok, nguồn ok. Ba ba không ba hai. Alo. 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 Gọi đi ok, mất ok, mất của đồng hồ ok. Quay. Quay. Gọi đến cũng ok, mất tương tác với điện thoại cũng ok luôn. Đã xong rồi, test đầy đủ hết rồi thì mình vô đây tắt thôi. Yeah.